Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình là RND Game. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tựa game Pokemon Emerald. Lần trước chúng ta đến thành phố Petaverse. Hôm nay mình nghĩ mình sẽ đi kiếm vài con Pokemon để bỏ vào set của mình, bạn bắt tìm mình. Already đấy, con đã chuyển xong hết đồ rồi, ba nhà con có thể tự mình đến đây đấy. À đây là ba của mình rồi. Bố mình như là chủ của một cái gym ở thành phố Betaburst. Có một thằng nào đến đây? Cháu muốn bắt một con Pokemon. Cháu là Wally phải không? Cháu sắp phải chuyển tới sống với họ hàng ở thị trấn Vẹn. Cháu nghĩ mình sẽ rất vô đơn nên cháu muốn mang một Pokemon theo cùng. Ok, thế là thanh niên muốn bắt một con Pokemon nhưng không biết cách. Chắc chắn bố mình sẽ nhờ mình, nếu có gì ấy cả. Chuyện thực tình của tựa game Pokemon mà. Lúc nào phải có một thằng hướng dẫn mình đi bắt. Ok, chủ sẽ cho cháu con mượn con Pokemon này. Một con Pokemon. Ok. Một Pokemon. Thanh niên này chuẩn bị đi bắt Pokemon. Mình sẽ đi cùng thanh niên này. Chủ để xem thôi. Chứ mình mẹ tài ba rồi. VIP Pro mà mẹ lần đầu tiên cầm Pokemon đánh vách cả đài. Lại chừa bụi cỏ. Pokemon núp trong những bụi cỏ cao. Ừ đúng rồi đấy bạn. Bắt đi bạn ơi, nhanh lên mình còn đi chỗ khác. Rap này. Con này mình không muốn đánh lắm. Tại vì là mình đi mình mang theo hệ cỏ. Con này như hệ cỏ với hệ siêu linh. Hay là hệ siêu linh à? Như hệ siêu linh vậy. Zigzagon level 7. Đấy, đánh phát mẹ hơn được cây rồi. Confusion. Đau phết chứ à? Siêu linh đau phết đấy. Mình nghe bảo nhiều bạn thích con Rat này nhưng mà mình không hợp meta, không đánh được con này. Đánh vật lý nhiều. Chuẩn bị ném bóng này. Thế đủ rồi, quay về nào. Trong lúc đánh, nếu mà bắt Pokemon bình thường nó không có thế này đâu. Đây chẳng qua là giới thiệu là thế thôi. Ba lô ấy. Kéo xa này. Pokemon nè. Chắc chắn là bắt được tại vì đây là hướng dẫn. Có tí nữa mình đi bắt thì nó mới là một câu chuyện khác. Đã xong. Dễ vậy. Đúng là giới thiệu mà. Run đã bị quăng. Wally mình làm được rồi, nó là Pokemon của mình. Cảm ơn nha. Ta trở lại gym nào. Ok. Ta bắt xong rồi à? Vâng, cảm ơn chú, xong rồi à? Cháu xin trả Pokemon này lại. Cảm ơn cậu viên đi cùng mình. Như cả hai mà cháu đã bắt được Pokemon cho mình. Mình có làm gì đâu, mình chỉ đứng nhìn mà. Ok, bye bye thanh niên. Giờ nếu con muốn trở thành một huấn luyện viên mạnh mẽ thì đây là lời khuyên của ba. Hãy tiến đến thành phố Rusboro. Hãy thách đấu thủ lĩnh gym Rosani. Hãy tới những gym Pokemon khác và đánh bại thủ lĩnh ở đó. Hãy thu thập các huy hiệu từ họ, hiểu chứ? Dĩ nhiên ba cũng là một thủ lĩnh gym, nó sẽ thành đấu một ngày. Thế thì sao con mạnh mẽ hơn? Ok, dễ rồi mà. Sau về con đánh mấy con Pokemon của bộ lên trời luôn. Không phải đường này. Lại thanh niên rồi đây. Xin lỗi, để tôi đoán xem nhìn cái bạn ăn mặc có phải bạn là một huấn luyện viên Pokemon? Đúng rồi. Mà cũng có lẽ không, quần áo bạn không phải lắm. Có thể bạn là một tân binh, hoặc cũng có thể chỉ là một đứa trẻ bình thường. Cái quát được hết. Sao mày coi thường tao thế hả? Ui giời ơi. Mà dậy. Mày ra mày hỏi thăm xong rồi mình bỏ đi như thế à? Mày còn đôi cho tao thêm một câu ba phần.
Quá hiểu thật sự. Ok, được 104. Nếu mà định hiểu cái này biết rồi. Đây mình nghĩ sẽ là nơi mình tìm mua Pokemon mình đang cần. Ok, xuống đây xem nào. Tốt mày, huấn luyện viên. Cái đây chắc là mấy cái hướng dẫn lúc đầu, kiểu chỉ dẫn kiểu mình gặp mấy thằng ở đường mình phải đánh chúng nó. Xem có gì đấy, có gì đây, có gì đây. Wingu. Không thích con này cả. Không bao giờ mình thích mấy con kiểu này. Embero, dùng bao đi. Ok không? Hơn nửa cây luôn. Water gun. Chả thầm mấy, một máu. Một đón không hiệu quả, rõ ràng rồi. Level 10, level 4 rồi. Ok, một đón chí mạng. Ngon ngon ngon. Quỳnh vù ra gục 36 điểm, sắp lên level 11 rồi các bạn. Không biết tầm này có tiến hóa được không nhỉ? Ôi, đây à, gặp luôn một huấn luyện viên này. Nữ. Đấy, một con Pokemon kiểu thư CD gọi ra dễ ra gòn. Emperor chắc chắn lên level 11. Bao được cây đấy. Đấy, đó là hiệu quả. Ít máu quá. Attack mình lại bị giảm nữa. Hơi đen. Đây, dùng bao tiếp thôi, spam thôi. Trong tập 4 lần đánh là được. Mất mày. Mày máu rồi này. Ừ đúng rồi, 4 lần đấy. Đang mình không to là được luôn. Một đòn chí mạng trong khi nó đòn cuối cùng. Mà ha chứ. Điểm mất dậy 90 điểm. Đây mình nghe huấn luyện viên hình như XP cao hơn. Quê tách học được rồi này. Bạn đã đánh bại được CD. Ôi không. Ui, đối với tiểu thư 1k4 tiền luôn này. Giàu ngay. Ok, bây giờ kiếm con Pokemon mình cần nhá. Ok đây rồi. Ra rồi. Mario. Đúng không? Pokemon mình cần. Em bèo. Chắc phải dùng mấy cái đó bình thường thôi. Đánh. Bao. Tách thử cái này đi. Quay em tách. Đấy, gần được cây. Cái gì? Ui, đánh đau phết nhở. Rồi chí mạng luôn đấy. Cui kẹt tách. Thôi được rồi, vàng rồi. Em dùng không có từ hết kìa. Một đòn không quả ngủ thế. Rồi, bắt rồi. Còn đúng 5 quả bóng. Mấy con đầu hình như bắt cũng dễ. Chắc chắn vào. Thuộc thế nào được. Đã xong. Mario đã bị bắt. Yeah, giờ thì đặt tên. Dữ liệu của Mario đã được thêm vào một cái đấy. Pokemon chuột nước. Có chứ, phải đặt biệt danh. Mình nghĩ là rồi. Bubble. Mới biết được không nào. Ok. Bubble. Bubble gan à? Đúng. Đấy, cũng ok, bubble gan. Ok, đi tiếp nào. Dừng Pentapod. Mình nhớ là lúc này đi gặp mấy cái thằng dùng Pokemon hệ côn trùng. Đây, đúng rồi. Thanh niên này có niềm đam mê về Pokemon côn trùng vậy. Bạn nào như cũng có rồi. Tức 4 con luôn. Sorry anh em nhé.
Rumble. Mình không thích con Pokemon trông nó xấu vãi đái. Có số đo Absol kiếm xin một ít hiếu huyết nửa cây luôn, một đó cũng hiệu quả như nửa cây tại vì nó level 3. Tackish 20. Ok, dùng thử Bubblegum. Hình như mình chọn sai rồi. Con này nó ít máu quá, nãy mình vẫn chưa hồi máu. Ăn lìn rồi, 4 máu. Water Gun. Chết không, chết không. Ok chứ, bây giờ lại phải đổi lại nè. 16 điểm, 16 điểm luôn. Tùng ra lại một con sâu đó tiếp. Ember ra nào. Ember lại là con sâu đo đánh quyết gà tách. Chạy đây gần chết. Thế cũng được rồi. String Sword lại bị giảm mà. Speed mà con Emperor này như Speed là cái tốc độ nó đánh nó cao hơn sao mà. Ok vô rồi, 34 điểm HP. Lại có số đo tiếp bạn ạ. Không, tôi là không rồi. Ok, hết máu rồi, không đánh được. Quick attack. Sắp hết máu rồi. Mình lên vào đầu rồi máu hí. Một con gánh cả team này thì càng khó hơn. Mình chơi mấy cái Pokemon mình thường đánh kiểu mấy bản đầu nó không có cái XP xe, nó không gieo cả team. Thường là dùng một con để gánh. Gánh chắc là được tầm 6-7 cái hiệu quả rồi đấy. Nếu mà nó khỏe mấy cả phải có cái revive cơ, chứ không revive thì đánh nó khổ á. Đánh mẹ xong rồi. Mấy thằng này chắc là ít tiền đấy, có 48 đồng. Toàn đi bắt côn trùng thì làm cách có tiền. Lại có con gì đây? Smell low. Theo low chứ. Con này mình cũng muốn bắt. Nhưng mà sát mấy mó cô đánh á. Quick attack à? Hơn được cây rồi, màu vàng rồi. Cái này chắc phải ném bóng luôn nhỉ. Chứ mà đánh thêm gì nữa chắc nó ngoẻo luôn ấy. Tại vì mình chênh nó tận 6 level mà. Ném lên bóng nha. Ok, không biết bắt được không rồi. Rồi, tạch luôn. Má, tưởng bắt được rồi đấy. Focus Energy, tăng speed. Phân chân, là sao? Cái này, nó bắt cái này, nó ghi là gì? Ok, ném tiếp nào. Chắc chắn bắt được, tôi thề luôn. Chắc chắn bắt được. 5 quả bóng của tôi đấy. Đấy, vào luôn mà 2 quả vào. Hơi khó. Thế còn hình như còn 2 quả. Còn 2 quả. Ý là phải đi mua thêm chim mén nhỏ. Đặt biệt danh cho con theo lâu của bạn. Xem nào. Con theo lâu này thì ép chơi nhở. Flay được ấy. Flay win. Flay win. Ok, được, ổn luôn. Mặc dù nó deck có gì lừa lừa nhưng mà mình nhìn màu nó mình nghĩ nó là lừa được ấy. Không biết đọc cái này, chịu luôn. Mình sẽ đọc nó. Dịch nó thành
thuốc điện điện. Ơ ông này làm sao đây? Chẳng thấy con nào cả. Thấy gì mày? Xin chào bạn, có tên là Smooth Sweet. Tôi rất thích Pokemon đó. Ơ? Tôi đã định phục kích ông nhưng ông cứ nhờ nhơ khắp cánh rừng. Betterbird. What? Suốt. Đành phải lộ mặt. Ông nhà nghiên cứu của Devin đưa mấy tờ giấy đó đây. À, thằng này chắc chắn là nhân vật xấu, ăn nhân vật phản diện. Hãy giúp tôi với. Thử mày, mày nghĩ mày đang làm gì vậy? À, đợi tí nha bạn, mình cần đi làm mấy tí. Ok. Kẻ nào dám ăn đường băng ạ? À, băng qua. Tìm mà qua đây rồi. Mình nhớ hình cho bạn này có hai nhóm, hai team. Chúng ta xung khắc với nhau sao? Chúng ta ghét nhau vãi đài. Bạn em rồi như bạn. Bạn thứ ba sao ấy? Hai bạn trước như là Sapphire mấy cả Ruby. Ừ đúng không? Bộng ba thời tiết à? Rút máu. Làm cái chiêu kiểu giảm speed hay tăng speed. Tăng attack. Từ này chắc là lên được level 12. Attack đi. Bây 7 máu. Quay cái attack thôi. Được ngay. Thế xong rồi đúng không? Như một con đúng không? 100. Tầm 105 điểm. Cao phết nhỉ. Đây là 12 rồi. Bạn đã đánh bại lính băng Aqua. Lính của team Aqua. Ui mẹ thằng ấy ít tiền vãi đái. Thôi mày ơi, tao thật mày đừng làm cái này nữa. Mẹ nó giải ít tiền kia là đếch gì. Đâu có thể nói thế nhưng tao hết Pokemon rồi. Bọn tao cũng đang theo đuổi vài thứ ở Rustopos. Không biết đọc. Chỉ phủ mày chết sợ thiệt. Nếu bạn hắn ta đã không cần những giấy tờ quan trọng này, tôi sẽ tặng bạn một Great Ball như lời đồn. Ăn như lời cảm ơn. Great Ball. Thế được thêm một quả nữa ấy. Đang theo đuổi gì đó ở đây? Ôi không, thật là một thảm họa. Tôi không thể lãng phí thời gian được. Xem nào. Ôi giời, thanh niên này chắc lại côn trùng rồi. Nhìn cái mũ này lại côn trùng rồi. Suốt ngày côn trùng thôi. Đội mũ kiểu này toàn côn trùng. Nikanda Nikara Empero. Quick attack. Vào mà nó đi. Nhỏ ăn được bao nhiêu máu rồi thôi. Quick attack tiếp thôi. Lick slide. Chiều này con chiều hút máu đấy. Mấy con kiểu cỏ này toàn hút máu rồi. Con này có trùng gì đây? Còn một tí máu, 8 máu này làm gì đi. Làm sao thôi. Lại xin tí tiết. Chết luôn. Một đòn chí mạng. Quá đơn giản. Lại tiếp, hy vọng con nữa mà. Mình cần đàn không được. 82 điểm. Mày chắc cũng được 16 ấy nhở. Hoặc là không. Lại nhìn Ganda tiếp. Sao nửa cây đấy, hot phết mà. Không biết con này hệ gì, côn trùng hệ gì. Up sau tiếp. Chết ngay, lại 19 máu. Mà kiểu này deck đi thẳng một mạch tiếp được rồi, chắc phải quay lại. Mình xem cái đường tiếp theo có không lẽ là mình quay lại. 96 điểm cơ sinh thắng. Có bóng nha bóng. Aether.
thời như hồi BB sao ấy. Qua rồi. Tiếp. Đường 104. Có nhà. Ui dồi. À mình nhớ chỗ này rồi. Tiệm hoa. Nghe nói gì đây? Trồng berry à? Thế như thế sau mình đi thu hoạch nhưng mình nghĩ chả cần dùng nhiều lắm. Nhưng mà mình nét cho mấy con Pokemon vẫn được mà. Hái orange berry. Ok, hái luôn. Orange túi berry trong ba lô. Đất trở lại trạng thái mềm. Mình thấy cái này nó thế nào để mấy cái berry này. Nếu mà chơi mấy ông chơi nhiều ấy, chơi quen rồi như vẫn dùng này. Mình chơi bình thường mình tháo ra dùng cái này. Thấy cái nhà tôi mà chả bao giờ dùng. Trông mối. Rất mềm mà mùi con trông cây berry. Đúng. Đã trồng một cây orange berry ở đây. Đếch trồng nữa. Xếp à? Xếp thôi xếp. Hiện đã có một file lưu. Ok. Mình chơi RND 3.0. Ok đấy, 3. Sau rồi như phải đi. Ờ đúng rồi, tập 6 chắc là đi kiểm cái XB. Chưa có rồi. Quay lại hồi máu tí nhá. Đánh nhau tiếp bằng kết đấy. Ok về nào. Chỉ có một quả kìa. Nhưng mình không biết đường lên. Thành phố ok. Quay lại đi hồi máu. Mình nghĩ mình sẽ mua thêm một ít đồ nhỉ. Biết có bao nhiêu tiền. Ôi. Có. Trong vạch rồi. Sao con này đi bắt dây qua ra không? Dây qua ra. Con rồng, một xanh. Sao mất mẹ tách vào đây? Thế thế nào? Chấm một chấm. Cái này dịch lỗi à? Hay gì đấy? Dịch lỗi đúng không? Hay là do game bị lỗi? Khó hiểu. Ok, đi mua ít đồ. Không tí nó lên kia chúng ta bù cho vào một nghệ ăn cứt. Sợ lắm. Thì cháu có thể giúp gì cháu mua thôi. Quất poison nhỉ. Poison 300 đồng. Sau chắc phải dùng nhiều ấy chứ không phải ấy đâu. Tổng sau chắc phải đi farm nhiều ấy. 6 Antidote. Cái này là độc. Chống độc. Không, không mua hai được. Thì mua nhiều hơn. 6 600 đồng, cái này rồi nhỉ. Cái điện này, nãy mình nhặt một cái đấy. Đắt thế. Ok. Còn ai quách kinh nữa. Quách kinh bị ngủ gì đấy đúng không? Thế rồi bấm nhầm. Awakening. Năm môn. Năm bốn bốn bốn. Giờ thôi không cần mua gì nữa hết mẹ tiền rồi gì. Ok. Qua thành phố tiếp theo thôi. Bruceboro. Biết đọc một không. Giờ lại phải đi qua mấy đường. Thế nào dính đấy tình này. Thế nào dính. Lại con sâu đau. Tôi mệt mỏi quá. Tech nó chạy chậm quá. Bên có nào nhân 2 không nhỉ. Cái này mấy đây. Lại quay ra tech thôi. Trời ơi sao chết vào trong một chiêu đi mệt quá.
xuyên sót lại ra speed à. Speed 10 cái đánh trước là 12 mà 30 điểm không lên được, hơi buồn. Tập này chắc là không lên được 16 đâu nhỉ. Còn lên tập 6, tập này bắt được 2 con bóng mềm mòi rồi nhưng mà không dùng nhiều. Tại vì đang cày mình chơi theo kiểu cày một con, xong rồi gánh cả team. Nhưng mà hơi cực là gần cuối lại phải cày tất cả để đi đánh Tứ Thiên Vương. Nhưng còn lâu mới đi đấy. Giờ mẹ còn chưa tiến hóa được một phát nào. Khè ai chậm quá Absor xin tí huyết một cây đi ngon lại tiếp Absor nè quick attack chết luôn mà ôi chen dạ ôi chen nà với ba kệ tổng giá chắc chắn sẽ lên 16 được một linh tư. Ok đây là đi qua đàn này có huấn luyện viên này phải đánh. Tôi sẽ chuyển sang sách đấu bạn, tôi có nhiều tiền mà. Các bạn nhìn ở ngoài tóc mù này không nào, tóc mù nâu rồi phải. Nhưng lúc mở lên như là nó màu vàng. Game lạ thật đấy. Công tử chắc chắn là nhiều tiền. Đây là lúc mình làm giàu. Thế này chắc là chơi cho vui thôi. Công tử đéo thì chơi. Sorry. Công tử thì chơi mấy con Pokemon gà này à. Growl. Công tử gì đứng đường khó hiểu. Absorb quyền attack rồi nào mình đó theo wheel áo theo wheel defense của em rồi dạ em sao mình vẫn đánh được thêm một chiêu nữa mà mình đánh trước thôi mấy con cỏ này như speed cao mấy con tanh mấy con nước nhờ để tanh mấy con lửa hình như để đánh đam có vẻ như vậy. Lại tiếp mẹ chạy nhanh thế nhở mẹ ở đây con lại bị đánh cách à có hay không chọn luôn cái này giống ở ngoài mỗi thằng công tử kia thì hơi bị ảo ấy nhá. Emperor đánh cái kẻ tách vạc một hơn lượt cây rồi Astonis cái kẻ tách xong tiếp bạn ơi lột tạp 90 dư điểm nửa cây áo gần nửa cây không cái con này nè cái ông đi vườn nãy ông nhiều tìm con này đúng không quý attack rồi không được cây con này chắc là cùng hệ mình không biết con này điện hóa lên thành con gì nữa tí ra ngoài check Pokédex trời lâu lắm rồi không biết con này để mấy con này với có thể mấy con lúc đầu nó nhìn nó sâu sâu sau điện hóa đẹp phết mà 82 điểm sắp lên 14 rồi có thể sẽ lên 16 không hoặc là không cái okay, cho đi qua phát à mình đánh bắn luôn à, không có tên mà gì cả có mấy cái đoạn gì mà kiểu đi qua gặp mấy con này mình sẽ đánh như là phải cách
một đứa trên một đứa dưới thì mình sẽ kiểu chọn đánh từng đứa một chứ không phải chạy vào giữa đánh. Nếu chạy vào giữa đánh nhiều khi nó khổ á, tại vì nó sẽ hai con Pokemon ấy, như kiểu này này, Sirot với cả Lotad này. Quick attack. Water spot là gì? Bubble gun dùng water spot luôn. Cái chiêu gì đây? Bắn nước cao lao gì này? Fire die. Chiêu này để ngăn hệ lửa, nhưng đây toàn là hệ nước với hệ đất hoặc là hệ côn trùng. Thì hệ lửa ở đâu ra mới dùng chiêu đấy? Ôi dồi. Quick attack nhỉ? Water gun thôi. Quick attack. Mẹ. Không ấy rồi. Water gun. Không hiểu quá. Chết rồi. Dùng này hơi sai tí. Má dùng một Stonis. Không sao. Thì đó đang chưa năng lượng à? Chắc kì. Không khác. Quick attack. Gật chết rồi. Ai cả chiêu này không xin nhê luôn. Khó hiểu thật sự. Ôi nó giải phóng. Không, chết mẹ rồi. Quái đá chưa? Khó hiểu. Buồn lắm. Là về lôi con Flare Wing. 56 chắc đánh được nhỉ? Đánh được mà. Bách không? Bách. Ôi, chết luôn. Biết là lôi được đầu ra. Lần này critical. Gì đó được. 46 điểm. 46 điểm luôn. Ôi, lên level 6 luôn này. Vãi vừa ra cái lên mẹ level. Áo thật đấy. Má con bubble gun này đánh mấy con hệ nước kia nó không thấm gì cả. Vãi trong khi đánh lại thấm hơi đài. Vãi rồi. Chắc chắn thấy rồi. Chết rồi. Con theo lâu này khỏe phết đấy nhỉ. Sao chắc rồi mình yếu. Bubble gun lên level 6. 46 điểm, hai con đều 46. Cặp đôi Vina và Mia. Bỏ lại ít tiền quá. Ok, đi tiếp à. Uầy, đây rồi. Chúng ta đến thành phố Rusboro. Ok, giờ đi đâu? Đi hồi máu phát đã. Chúng ta vừa ngồi. Ok. Hy vọng sẽ gặp lại. Ok. Giờ mình đi đâu? Ok. Chim ấy. Nhưng mà giờ mình chắc chưa đánh đâu. Tại vì Pokemon yếu quá. Đánh được. Cái này ra router rồi. Quay lại rồi. Vào thử cái đoạn đây, cái nhà này. Xem thử nào. Má tối. Xin lỗi, chỉ người có thẩm quyền mới được vào đây. Phải. Buồn lắm. Tầm này đến đây rồi nhỉ? Chả có gì nữa. Thì hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Nhớ đăng ký kênh, like, share video. Bây giờ
chắc là phải nghỉ thôi nhỉ. Thanh niên này sống dài, xếp phát huy hiệu khổng một cái đánh bà. Ok, thời gian 0:49 đã lưu đến. Ok, bye các bạn nhé.